túc. Alo. Chúng mày ở nhà này nghèo quá, suốt ngày ăn cơm rau rồi. Ôi ông này. Ôi đau lắm rồi. Anh ơi đây. Hả? Lên đâu? Thế mình đang sống ở môi trường nào? Hả? Cái gì? Ăn nữa hả? Nó ăn nhiều thế? Ăn nhiều. Ăn nhiều á? Ôi đau. Ông ngồi kiểu nước lụt. Canh nhau. Nữa không? Mình đang ở môi trường gì? Hả? Giờ ăn xong rồi sao? Không, nói gì? Xin phép gì? Ừ. Hả? Ăn đi. Cắm đầu thế. Cho nó ăn nha con này. Ăn canh. Hả? Lấy chén nhỏ này cho nó ăn canh này. Ngon hả? Hả? Ngon hả? Ngon ăn nhiều không? Thank you.
ném. chưa nghe thấy gì cả. Mẹ xin phép con, mẹ nghe thấy rồi. Mẹ xin phép con, mẹ nghe thấy rồi. Mẹ xin phép con, mẹ nghe thấy rồi. Ôi giời, bố ông. Ngon không? Ngon không? Chuẩn không? Chuẩn không? Mình đang ở môi trường gì? Mình đang ở môi trường nào? Quân đội. Còn mấy quả bắp nữa? Ăn canh không? Canh bắp bây giờ để đâu? Để tủ lạnh à? Để tủ lạnh, mà mai ai ăn ăn. Ăn canh nữa không? Ngồi xuống. Nhanh. Ăn miếng này thôi, ăn một miếng này thôi. Tắt ra khóa bếp ga, để khóa bếp ga. Đang kho cá rồi. Hôm nay mình lại kho một nồi cá nữa cả nhà. Cá nục nhá, nhìn rất hấp dẫn à. Kho nồi cá này ăn được khoảng độ 2 ngày á. 5 kg cá. Ăn được khoảng 2 ngày. Đừng có đậy nắp nhé.